Chào chị Tô Nha, chào bạn Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi dịnh cho. Hỗ trợ. Công phu quá, đó. Tình đồng nghiệp là đây chứ đâu. Bạn phải giới thiệu rõ ràng hơn về tên nè, rồi nghệ danh nè, rồi tuổi nè, rồi con của bạn bao nhiêu tuổi nè. Mình tên là Tuyền Mập, tên nhà là Minh Tuyền đi. Năm nay thì Tuyền cũng được 30 mấy cái xuân xanh rồi. Con Tuyền thì năm nay 4 tuổi, bé tên là Kitty. Cái giai đoạn đầu tiên khi mà bạn biết tin bạn có bầu nó là như thế nào? Thì sự là em không biết gì nha. Em không biết em có bầu luôn. Mới đầu á là em tính là tới năm 2021 là thật sự là cái năm hợp á thì mình mới sinh em bé. Hơi đó. Xa. Thì đó, cưới chồng năm 2015. Nhưng mà nghĩ là mình đang đợi tới 6 năm. Dạ, mình đang đi làm được. Với lại nhiều khi là có nhiều người ta nói chứ mới lấy chồng thì phải hưởng cái cảm giác vợ chồng đó, đó vui vui rồi. Mình phải có những cái chuyến đi chơi để lưu lại kỷ niệm, từ từ hẳn có con. Khổ nổi á, em đi đâu từ cái lúc mà em quen ông chồng em á, đi quay á là không có đi theo. Cái lúc thời gian mà mới cưới cũng đi theo, lo mà sợ người ta ẵm mất bà vợ của mình đi, ẵm mất bà vợ của mình đi. Ai ẵm nổi kìa, ai ẵm nổi kìa. Ông nội ơi, ai ẵm vợ ông nổi không? Không, nhưng mà người ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo không? Trời, hấp dẫn quá mà. Chỉ có bà tự động bà đi theo đó chứ ai ẵm nổi. Ai biết, nhiều khi người ta quăng dây người ta lôi tôi theo, bưng không nổi thì phải lôi. Có rất nhiều lần em nói, ủa, cái thuốc ngừa em nhớ là em uống thuốc ngừa tháng. Em nói, ủa, hôm nay mình bị đản trí, mình quăng mất cái dĩ thuốc. Mà thường là dĩ thuốc là phải để trong cái bóp. Sao mất hoài vậy? Cái phải lại uống lại từ đầu. Sao mà lần nào ông này cũng đi chung với mình cũng bị mất hết. Thì đợt đó là tính gọi điện cho cái bạn của trợ lý đoàn phim á. Bạn ấy đi ra thị xã, nhờ bạn mua giùm cái hộp thuốc giống như vậy. Đang lay quay kiếm điện thoại, cái ông mới ngồi ở trên giường. Thôi em, thôi đừng có làm phiền người ta. Nói trời ơi, không có được, em lên kế hoạch này nè. Thôi mà anh năn nỉ em, bây giờ muốn uống thì trong thùng rác kìa, móc lên uống đi. Trong thùng rác kìa, móc lên uống đi. Ủa không lẽ mình quên hoài, tôi nghĩ mà. Vậy rõ ràng là Tuyền bị gài rồi. Thì đó, mà cái Tuyền mới bực quá gì hiểu không? Tại vì em mới nói là anh ơi, anh không có hiểu hả? Nếu mà bây giờ ví dụ như em không uống cái này, em có thai thì mình cũng không có tốt cho con mình đâu, mình cũng phải giải quyết thế nào chứ. Giờ làm sao em mới chịu đẻ, năn nỉ luôn á, bận mãi cưng lắm. Thôi giờ đẻ đi em, đẻ đi. Nói ủa sao mắc vậy, anh mắc em đẻ rồi giờ bộ anh sợ em đi lấy người khác hả? Ảnh sợ thứ nhất là tuổi mình nè, cái tuổi mình lớn nè, thứ hai là anh nói là cơ địa mập như vậy anh sợ để lâu không có tốt. Mình không có sinh được. Thế là ổng nói cũng có lý, mà hai vợ chồng lấy nhau không có con thì kỳ lắm á. Ừ thôi chấp nhận, thôi ngưng 2 tháng. Em nói là thôi ngưng, là ngưng phải ngưng 6 tháng. Là chị biết không, từ lúc đó cho tới lúc đi về mà quyết định ngưng thuốc là 2 tháng sau em với chồng em không gặp. Cố tình hay là do công việc? Nghiệp quá. Cố tình cách ly chị, em cách ly ảnh luôn. Sao vậy? Tại vì sợ là trong quá trình mà hai người mà gặp á là sẽ sợ dính bầu trong lúc mà còn thuốc. Đúng rồi. Hết thuốc hả? Dạ, thì đó, em tính là em giãn 6 tháng luôn. Mới có 2 tháng à là ảnh ghen quá ghen rồi. Đúng rồi. Đó, em đi quay mà ảnh á, một chút nữa anh đi lên Sài Gòn, tại hai chồng em là không có sống chung nào, giờ ai cũng biết. Một chút xíu nữa anh tới bến xe em đón anh nha. Thì lúc đó em diễn một cái sinh nhật từ thiện cho một cái bé ở bên tỉnh lộ 10. Thì em nói ừ chút xíu em qua, mà trời chị biết không, lúc mà em về mưa tầm mưa tả, em chạy qua là ổng đi về mất tiêu rồi. Ổng lên tới bến xe, cái ổng mới đi ổng đợi được em, ổng về chỗ ở luôn, về nhà em. Ổng chờ em, mà trong cái giai đoạn mà em chạy nhà là gọi điện chửi dữ lắm. Người ta nói là trong cái lúc mà bực bội á, shipper giao hàng chuẩn lắm. Nên dính luôn trong đêm giận hờn. Trời ơi, giận lắm, giận tới theo đâu thèm nhìn mặt đâu. Cái không biết vậy sao mà có bầu đó. Không, như vậy là Lan hiểu rồi. Giận quá cái cho mình chết. Nên là nó mạnh liệt lắm, nó dính. Quý vị, chúng ta đang nghe một cái câu chuyện mà nó được đồ lại bởi một diễn viên đó quý vị. Cho nên là động tác nè, biểu cảm nè, tiếng động hiện trường đó. Mỗi điều đầy đủ. Nhưng mà cho chị hỏi là dạ. Thế thì sau cái đêm giận hờn đầy máu lửa đó đó, em có chắc mẩm là rồi, đợt này dính bầu hay là không, sau đó vậy? Em mới biết. Em không biết, em ngây thơ như một con nai vàng ngơ ngác. Ôi trời ơi. Em vẫn cứ đi làm, ảnh vẫn cứ đi về. Em quay ở quận 12 Hóc Môn gì đó. Thì em mới nói là thôi hôm nay là phân đoạn cuối rồi. Cho em coi lại playback em quay đi. Từ đó tới giờ nguyên một bộ phim không có coi. Thì em coi xong nói, ủa, mình mập chứ mình đâu có ụt ịch đâu ta. Sao tự nhiên nhìn hai cái chảo mình nó kỳ vậy. Mình thấy cái tướng mình nó bắt đầu là nó bị bể tướng đó chị. Đồng ý là em không có tướng nhưng mà lúc đó em bị bể tướng. Nhưng Em cảm giác là bể nha, vẫn đồ lại nha.
dù kiểu gì thì cũng là một cái tướng, em có tướng yên tâm. Rồi em sao? Chỉ bị nứt thôi, đúng rồi, hay là em bể luôn tướng. Em nói ủa gì tướng như kỳ vậy bà nội. Em mới về em nói chết cha, trễ rồi, trễ kinh 7 ngày. Nói ô bình thường nhiều khi mình ăn đồ nóng nhưng mà không được, sao tướng kỳ vậy. Cái em mua que về em thử chị, cái que nó ác với em. Em mua 2 cây, 1 cây mờ, 1 cây không lên. Bắt đầu mình bị hoang mang nữa. Tao ghét, tao mua 20 cây luôn. Trời ơi. Đó, ra 2 chung, mỗi cái ghim 10 cái que sáng sớm. Ồ nó lên đi chị. Trời ơi, em mới gọi điện chồng em. Chồng ơi chết rồi, ví dụ gì vậy, em có bầu rồi. Có bầu mà em bị sợ chị. Ờ. Em bị sợ có bầu. Còn ổng, trời ơi có bầu rồi hả. Là ổng từ TikTok từ dưới quê em đi lên tiếp. Ủa làm như mai em đẻ vậy trời. Ông làm thấy ghê lắm. Cái ông nói chứ nhà sau này đi đứng phải cẩn thận nha, ăn uống phải cẩn thận nha. Đó, chơi được mấy bữa ông đi về tiếp. Em nói chứ em có bầu em không thể nào mà em ngưng đi quay được. Thứ nhất là kinh tế, thứ hai là mình chưa sẵn sàng cho cái việc mình có con. Em đi quay ông cũng càm ràm, ông nói ông cũng la ông. Em nói không có được, trời ơi chừng nào mà bự đi rồi mọi người á, người ta thấy mình không đi làm được thì người ta không kêu. Chị có thấy đây là một cái kịch bản hoàn toàn khác so với lại những cái kịch bản trước đây. Đúng. Mình làm không, ông chồng ổng đón nhận một cách rất là hào hứng và ổng thể hiện cái điều đó ra. Đúng. Chứ còn những ông chồng trước đây thì các bà vợ đều sụp đổ. Ừ. Còn đây là bà vợ này, trời chết ơi em có bầu bây giờ sao, ông kia đi trời ơi có bầu hả. Sau đó thì em đi quay ngoài Nha Trang thì ảnh cũng đi theo, ảnh sợ mà ảnh đi hộ tống mà bầu, mà má em cũng kêu là con đi với thằng bé Tuyền đi chứ không thôi để nó đi một mình nguy hiểm lắm, con này nó ham chơi lắm. Ủa? Con này nó ham chơi lắm. Có bầu ham chơi quá vậy, sao mẹ cua gắt dữ. Em làm nghề em rất là lăng xả chị biết không. Có bầu á vậy mà em quay cảnh ngoài biển, em mặc bộ đồ bơi em chạy tung tăng bộ đồ bơi màu hồng mà, là má em nói là sợ là em đi đứng mạnh bạo rồi ảnh hưởng tới em bé. Thì ổng mới đi theo. Thì lúc đó em nói chị á, người ta có bầu người ta cực ở cái phần nào chị biết không, là người ta ngán. Còn em không biết ngán là cái gì hết, bởi vì em không biết em có bầu luôn. Em ăn rất mạnh miệng và đặc biệt em rất thèm cá biển. Cá nục mà nhỏ cỡ ngón tay này nè, kho với chiên lại là em rất thích. Em thèm tới mức độ mà em kêu bạn em nó gửi cho em 3 kg cá nục, em hầm liền, em nấu với lại cà với lại mía với lại cái trái thơm á. Đó, bắt đầu em ăn từ từ. Em đi quay á chị biết không, người ta ngồi người ta ăn cơm ăn gì, tại người ta nói là mập rồi không có nên ăn nhiều, mà em thì em nghĩ là thôi đằng nào cũng có bầu rồi mới mốt mình đẻ thường đi, mình không có muốn đẻ mổ, thích trải nghiệm à. Cái không ăn tinh bột, thế là em ăn đồ ăn, mà chị biết không, nguyên con cá mà cá ngừ để trước mặt em mà nó bự như vậy nè. Em ngồi em ăn xong cả đoàn phim người ta ăn một tuần lễ người ta ngán, còn cá em kêu ý còn cá bàn cái bên, em ăn bên em bệnh tiêu luôn bàn cái bên chị. Trời sợ ai, em không có sợ ai hết trơn á. Cái em đứng dậy em đòi lấy cá nó sợ em rồi. Cái ông chồng em thôi em ăn gì kỳ lắm, em muốn ăn nữa, bây giờ anh lấy không lấy, em qua em lấy một mình. Rồi. Là ông mới đi qua ông lấy gì cho em. Bà bầu là chị đại trong mọi hoàn cảnh đó. Nên không sao đâu, rồi qua em lấy luôn. Ăn luôn. Rồi một chuyến nữa là em đi ra đảo Bình Ba. Thì đi từ đất liền ra thì đi bằng cano. Em vẫn ngồi lên cano em đi luôn. Gàn ghê luôn. 4 tháng mấy. Ngồi cảm giác thích lắm nha, ngồi mà đúng ngồi chị đại luôn, ngồi bành mình mà sóng đánh. Để quay bằng điện thoại, tắm biển nữa. Đó, em ham vui lắm mà chồng em thôi em đi vô đi, em đi vô đi, cứ đi vô nó chơi cuối cùng xíu nào đi. Có bầu ha, mà biển đẹp lắm chị, biển rất đẹp rất xanh. Em mới kêu là thôi chơi xíu, em mà chơi nữa anh gọi điện mét má. Mà ở ngoài đảo Bình Ba điện thoại sao gọi, nó không gọi được đâu, hách luôn. Thì ông mới nói là anh mét nguội cũng được vậy. Người đàn ông đấy rất bất lực. Tôi cảm giác á là ổng bầu chứ không phải bà bầu. Chính xác ổng bầu luôn. Ai bầu trời. Lúc đó là em đi quay với là chị Phi Thanh Vân. Chị Phi Thanh Vân có bầu trước em chỉ 2 tuần 1 tuần vậy thôi. Bữa sáng em chở ổng đi quay thì em mới nói là anh ơi ăn sáng không, thì ổng mới nói là hồi ở trên trước nó có bán cái gì kìa, em mua trái cây ăn đi, còn mua 2 bánh mì hai mình ăn thôi. Mua 2 bánh mì xong vừa mới đầu vô mình quay qua lại anh đứa bóp trả tiền, thấy ông chạy tóc ra cái xe trái cây rồi. Mua cắp. Ổng thèm hay em thèm? Ổng thèm, em chưa bao giờ thèm chua nha. Rồi có bầu em chưa bao giờ thèm chua luôn. Ngán giùm như vậy lộng. Đúng rồi, ngán giùm. Mà ổng mua 20 ngàn, cái ông nói bà này bán 20 ngàn mắc quá có một chút mà em. Nói chứ ủa chứ không lẽ bán 20 ngàn 3 kg.
Ông mua xong ông xin chị đừng có cho muối tôm nha, chị cho em muối ớt á, là cái cốc thái nhỏ nhỏ người ta gọt sẵn á, ổng đem vô phim trường ăn vừa xong mổ mì cái quay lại tôi đi gắn micro mà ổng không gắn. Em nói ủa ảnh đâu, người ta gọi điện thế ông lò mò ổng ngồi kế bà Phi Thanh Vân, hai chị em ăn cốc. Ổng ăn cốc mà em nói chị ăn một cách ngon lành, mà hai chị em ngồi là chấm ăn mà nói chuyện về trái cốc thôi đó. Ổng có nói gì vậy đó. Em mới nói lẹ đi trời ơi, gắn micro phim trường chờ. Ôi ơi sợ lắm, rồi còn ngủ nữa, ngủ rất là đáng sợ. Một người đàn ông có thể là sáng dậy ăn sáng xong 8 giờ sáng ngủ tới 5 giờ chiều không dậy, vệ sinh không ăn không uống không gì hết, ngán ngủ. Em tưởng là ổng bị bệnh, rồi ổng coi ổng có bị sốt hay bị gì không mà ăn ổng á. Thì đó ổng mới nói là ổng biết tự nhiên sao anh ngủ ngon quá em ơi, em đừng có làm phiền anh để anh ngủ với những ba. Trời ơi, ba phải về ba chơi với má chứ, tới đâu ba ngủ từ sáng tới giờ. Ủa anh ngủ vậy từ sáng tới giờ hả? Anh tưởng anh ngủ mới có một chút mà. Trời ơi cái gì vậy? À còn cái nữa. Cái gì? Chị biết không, mỗi lần mà dắt em đi khám thai xong là bị mấy cái cô mà đứng ở phía trước mà mời mua sữa bầu á. Thế là ông mua luôn, ông có cảm giác ông uống vô ông sẽ tốt cho con. Đâu, bác uống mà nó ngán lắm, nó thấy ghê lắm kìa, nó khủng khiếp lắm. Thì em mới rồi em cũng chịu, em uống được một hộp, qua hộp thứ hai em nói thôi anh ơi, làm ơn Phước đừng mua nữa. Cũng lén mua, xong rồi móc ở ngoài cái xe trước, tới hồi em đi lên, ủa cái gì vậy? Mua. Tại vì trai miền Tây rất là kiệm lời mà ổng không có biết, ổng ít cãi lắm. Mua. Anh giỡn em hả? Em không uống nữa nha. Là lúc đó đem về tiết tiền cũng phải uống. Không uống. Đâu, em uống. Không là, uống. Em uống. Cái em mới cự, em mới nói là hỏi nha, em bực mình rồi đó, anh mà mua nữa em giận anh. Từng thấy ông hiền mà thấy nguy hiểm lắm nha. Đi khám nha em, cái thấy cũng rù rì với nhỏ bán sữa. Em cũng giùm em nói, bộ anh cặp với nó hay gì vậy? Bộ anh cặp với nó hay gì vậy? Đó, em phải chơi cái dạng chiêu bài ngược, hiểu không? Thấy ông không mua là mừng rồi. Về tới nhà cũng khôn lắm, chơi ở nhà 2-3 ngày xong là lật đật về tốt vậy Đồng Tháp liền. Mấy bữa sau bưu điện ship tới cho em 2 hộp nữa. Nóng không? Em gọi điện em nói chứ ủa anh vẫn mặc nha em hả? Anh mua cho ai? Hay là anh cặp với nhỏ nó? Em mà đừng có bụng á. Nói đi lên với em. Tại vì anh mua liền em chửi anh hoài à. Anh sợ anh phải mua vậy. Thương ha. Tội nghiệp đó. Tội nghiệp. Trong cái quá trình mang thai á, rồi cái mình vừa đi quay nè, mà chồng á thì lại cứ ở xa như vậy, thì cái quá trình đi khám thai rồi những cái quá trình mình mang thai như vậy thì ảnh có chăm sóc mình nhiều không? Nhiều. Ở đây là nhiều theo cái mức độ mà của tiền với ảnh, là tại vì điều kiện tụi em ở xa, tăng cường cái mức độ lên Sài Gòn với em. Ở chung với em, và đặc biệt là nếu mà lịch em có đi đâu xa, đi quay nhiều ngày thì ảnh sẽ là người trực tiếp đi theo em luôn. Mấy cái nào nhỏ nhỏ em nói là thôi anh ở dưới anh làm đi. Em thì cái người em hay lo xa, em cứ đau đáu về cái chuyện mà kinh tế á. Em sợ khi mà mình ngưng á, mình không có kinh tế á, thì gánh nặng sẽ đè lên ổng. Thì em mới nói là thôi anh cứ cố gắng anh làm đi, tới chừng nào mà em cần thiết thì em kêu anh lên. Thì ổng mới nói là em yên tâm đi, cái này anh lo được, mà ổng trấn an mình thôi. Chứ em biết khi mà đi kiểu đó là mất rất là nhiều mối, sản xuất rồi sửa chữa bảo trì, nhiều khi bảo hành cho người ta nữa. Chừng nào em cần thì anh hắn lên, hoặc là em có vấn đề gì thì em sẽ nói với anh. Thì khám thai là một tháng một lần, ổng sẽ dựa theo cái ngày hẹn của bác sĩ, ổng sẽ lên trước 1 hoặc 2 ngày. Nếu như công việc ít á thì ổng sẽ lên trước 2 ngày, nếu mà công việc nhiều thì cứ đợi sát nút á mình lên. Vậy hả? Đó, rồi sao mà lên chơi vài bữa sao mới về. Không, thực ra với cái thai kỳ của Tuyền á, lại cho chúng ta thêm một cái nhìn rất là thuyết phục nha. Đó là quan trọng là bạn có quan tâm nhau hay không. Có nghĩa là nếu như đã thực sự quan tâm thì trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa chúng ta cũng luôn tìm được một cái cách nào đó tốt nhất so với cái năng lực, cái hoàn cảnh của mình để mình chăm sóc người còn lại. Cho nên vấn đề cũng không phải là ở gần hay ở xa. Mà tự nhiên cái ảnh làm vậy năm nay tự nhiên mình trở nên mình gấu á chị. Mình giống như là mình trở nên là giống như là trời ơi sao cứ quan tâm rồi bực quá. Tại em tự lực được, em cảm thấy em tự lực được vậy. Đúng không? Nhưng mà ngược lại là về đêm là hay là gọi điện ghen. Có bầu khó ưa lắm. Em ghen hay ổng ghen? Em ghen ổng chứ. Rồi ghen kiểu gì ban đêm? Gọi điện phải gọi điện. Rồi bắt đầu anh cho em coi cả cái nhà đi, toilet có ai, nhà bếp có ai, rồi dám gặp giường rồi. Trời, chị nói đại mà cũng trúng luôn hả Tiên? Ủa đâu có gì đâu, bình thường mà chị. Em lúc mà em có bầu em rất là khó chịu. Đúng rồi. Em phải nói là em không có tin. Bây giờ anh nhiều khi anh cúp máy em xong anh đi ra ngoài sao mà chị biết không, ngặt nghèo lúc đó là
cái 3G nó yếu á, anh chưa lắp wifi trong nhà, anh phải lắp wifi cho em đi, anh làm gì anh cố tình như vậy, anh tắt 3G anh làm gì, trời ơi anh khổ em quá, bây giờ này anh để máy luôn cho em nghe nè. Không, anh để máy anh quăng đây, anh chạy ra ngoài kia anh đi chơi người ta. Ồ, lúc mà em có bầu là em càng cái đầu của em nó kinh khủng lắm. Không phải em đâu, đó là một cái thông số chung của các bà bầu, đó là khi mà ở trong thời kỳ thai nghén, ôi cái khả năng drama và trí tưởng tượng của các bạn ấy nó cực kỳ kinh khủng, level max. Mà cái mạng nó rất là chập chờn, bực bội lắm. Trời ơi, tức đó, quá. Em nói chứ, em không biết, em muốn anh nằm ngủ mà em phải nghe tiếng của anh. Trời, cái gì vậy trời? Em đó, em nghiệt ngã lắm chị. Chị biết không, em nằm, cái em mới nói alo, alo, anh đang làm gì vậy? Cái không bóc máy, không trả lời, cái em tắt điện thoại, em gọi lại. Cái alo, làm gì gọi hoài? Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ còn gì vậy? Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ còn gì vậy? Anh ngủ anh phải ngáy chứ, anh phải ngáy em mới biết anh nằm đây chứ, anh im ru vậy ngặn cái là chồng em ngủ không có ngáy, em ngáy thôi, ổng không ngáy. Một chút xíu nữa em sẽ kể cho chị nghe về quá trình ngáy của em mà nguyên cái bệnh viện sờ luôn. Đó nghe nè, bây giờ mình mau mau mình tới cái vụ đi đẻ để đặng mình nghe cái tiếng ngáy nó như thế nào. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái quá trình chuyển dạ của em là một quá trình dài lắm nha, bởi vì á em cái lúc mà có bầu cho tới lúc gần đẻ thì sức khỏe tốt. À, nhưng mà tới lúc mà sát gần nút đẻ rồi á là bắt đầu dở chứng. Khi mà đi khám định kỳ á thì em mới nói là thôi anh ở nhà đi. Mà lúc đó càng cái lúc mình bụng càng bự thì mình càng muốn là tự mình làm, mình không muốn ai đi theo. Em xách xe máy em đi thì em mới nói là má nhà đi, má đừng đi với con, chờ lâu lắm, bệnh viện đông lắm nha. Thì em mới đi mình, không có lên, cái bác sĩ kêu có người nhà đi theo, em nói không không em đi không có người nhà. À, gọi điện kêu người nhà đem đồ lên đi nhập viện. Ủa em bị gì nhập viện? Kêu gì mà cãi bác sĩ vậy đó, bị gì nhập viện? Em cãi em nhẽ mà. Ủa bị gì nhập viện? Em bị thiếu nước ối. Em nói trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Cái bị la, tôi nói là thiếu nước ối, không lẽ bây giờ tôi siêu âm tôi không biết. Bây giờ kêu người nhà lên, nó nói ôi trời giờ nhà em kêu lên, ba em lớn tuổi, má em cũng lớn tuổi đi xa lắm. Cái này á, là phải về nhà bổ sung nha, cái này tôi cho về được nè, ký giấy đi. Có gì tự chịu trách nhiệm thì mình nghĩ là thiếu nước ối thì mình có thể về được. Thì em mới đi về, má má thiếu nước ối làm gì? Thì ở trong bệnh viện đó là bắt uống nước. Thì má em mới đi hỏi mấy người bạn là nó uống nước dừa. Thì uống thì sau một tuần lễ sau thì đi khám lại, thấy kết quả tốt, à cho về. Thì đang vừa tính xách đồ đi ra đi về là à, thai phụ Minh Tuyền ở lại hồi, cái chạy vô hỏi gì vậy, cái kêu người nhà đem đồ lên nhập viện. Nhập viện hoài, họ làm như nhập viện ghiền hay gì á. Cái em mới nói là thôi nhập viện mà, ủa mà bị gì nhập viện? Cao huyết áp chết cha. Ủa bị cao huyết áp hả? Mà em nói cơ thể bình thường. Em mới nói ủa cái này đợt trước em ký giấy em về được, giờ em ký giấy không, đợt này là tôi bắt phải nhập viện luôn, không có ký gì hết trơn. Bắt em lại luôn. Má hả, má đem đồ lên con đi. Cái mới nói vậy thôi để điện thoại cho chồng con biết đi, có gì đâu này, để người ta theo dõi thôi mà. Thì bác sĩ mà trực tiếp đỡ cho em á thì ông mới nói là tùy cái huyết áp của em á nó không có xuống, nó cứ 14 mấy 15 hoài à. Em lúc đó là 38 tuần rưỡi, thôi mổ nha. Nó nói thôi ơi cho em đẻ thường đi, sao em cứ đòi đẻ thường hoài vậy, thì cho em thử đẻ thường đi, tại vì các anh bác sĩ là anh là bạn đẻ mà thử đó. Là xin thử. Thử anh nói vậy thôi chứ anh quyết định cho em mổ, tại vì nửa chừng mà em đang rặn đẻ mà em huyết áp em lên là anh cũng phải mổ thôi. Cái nói ừ vậy thôi em mổ nhanh. Cái nói ờ vậy thôi hôm nay em thèm gì ăn đó đi nha, ăn trước 10 giờ. Rồi xong là em xách ông chồng em, bà chị hai em là đi ăn lẩu, ăn gì cá ăn hết Sài Gòn hả? Đó, ăn không biết ăn cái gì, nói chung là thèm cái gì ăn cái đó, ăn lẩu cá kèo, ăn bò bít tết, ăn hết. Xong là bắt đầu vô nằm chờ tới sáng mổ. Cái lúc mà vô vệ sinh em á là một chị y tá đi theo, ổng thì ổng cũng đi theo mà ổng cứ lọng cổng đứng mà ai cần ổng giúp đâu. Người ta chỉ là muốn là ổng đi theo sản phụ để mà đi ổn định tinh thần. Mà rốt cuộc ổng làm yếu đuối tinh thần em chị, ổng mới nói ổng khóc hả? Em đã sợ rồi. Trời, công nhận đến loại này là chị chắc chắn luôn, chồng em rất là mẫn cảm luôn á, có nghĩa là dễ giận, dễ chửi, dễ khóc, dễ hờn. Trời, ổng vô ổng muốn khóc luôn, ổng ôm em, cái tự nhiên ổng làm em khóc vậy, ổng làm em hèn liền luôn á.
Thôi ráng nha, ráng nha, ba thương má nhiều lắm, ba thương má nhiều lắm, ráng nha. Đẩy qua phòng mổ, mổ xong vừa lú ra một cái huyết áp em lên tới 15 rồi. Cái tự nhiên em nghe nó là cách ly mẹ với con. Trời ơi chị ơi, tan nát cả cõi lòng. Có kịp nhìn thấy bé không? Có chị, nó còn hình lên người em gái mà. Cho da tiếp da một chút đó. Và cách ly liền. Cách ly một ngày, trời ơi. Tâm lý mình không ổn định. Rồi chồng em đi lên lúc mà thăm em á, trong thời gian nó không ăn mà không được uống luôn. Mỗi lần uống chỉ một chút xíu nước không được bằng cái nắp nước nữa. Em mới nói là trời ơi cho uống nước đi, bụi dinh giết được hay gì. Em vào ông á, trời ơi em ơi em đừng có la, anh sợ quá. Trời em gấu lắm. Sáng mai cho em xong mà em tụt huyết áp xuống lắm. Đưa em xuống khoa liền. Cho em gặp con em. Chưa có ai mà như em á, nằm cứ phè phởn vậy đó. À, trôi qua cái vụ mà đi đẻ mà ngái banh banh đó, đó thằng hỏi giờ ủa để giờ ngái nó nằm đoạn nào? Đây nè. Cái đoạn mà nó mà cao huyết áp là bắt ở lại bệnh viện đó. Cái khu mà chờ sinh á nó đông lắm. Mà đâu có phòng riêng cho mình đâu, mình có cái gì cũng phải là ở phòng chung. Mà cái phòng mà em được ưu tiên lắm, mọi người ưu tiên lắm cho em là phòng đó là 4 tới 5 giường. Là có đúng cái máy lạnh, ai cũng có chồng đi kế bên. Còn em nói thôi đừng có lên, chừng nào mà em gần bể chum mà lên nha, đừng có lên sớm. Em ăn, em ngủ, em đi siêu thị ở gần đó. Em cứ đi qua đi lại, tối ngủ thì mấy bà vợ nằm giường, mấy ông chồng là nằm ngay ghế bố á. Còn em không biết em nằm kiểu gì mà sáng mấy người ta đi ra ngoài hết. Má em vô thấy, ủa mày làm gì người ta đi ra ngoài hết vậy thì đấy, con đâu có biết đâu. Má em dò la thì mấy anh chồng mới nói là trời chị ngái dữ lắm bác ơi. Trời chị ngái dữ lắm bác ơi. Trời ơi. Má em giờ là sao mà mấy anh chịu nói hay vậy, chứ thông thường nam giới người ta cũng không bực xúc chị. Tại vì ví dụ một ngày một bữa người ta nhịn, chứ một tuần ai mà chịu. Nhưng nghĩ đi, mà tội nghiệp người ta đã nằm ghế bố, người ta cực khổ rồi mà bác còn ngái nữa, người ta ngủ nhục. Nhưng mà chắc có lẽ là ai mà đã từng ở trong phòng chờ sinh với Tuyền rồi thì chắc coi lại cũng mắc cười, là tại vì em kể rất là thật về cái khúc ngái. Các anh chồng nằm cùng phòng với Tuyền Mộc ơi, nếu như các anh mà có nghe cái câu chuyện ngày hôm nay thì các anh thông cảm cho cô ấy, bởi vì cái ngái là cái trời cho rồi. Mà hiện tại em cũng còn ngái nha mọi người. Ngáy cơ địa rồi, cái này là ngáy cơ địa rồi. Con em nó ngủ chung với em mà nó có một hành động là nó hay chùm cái gối lên lỗ tai, xong rồi làm cái em nó, ủa nhỏ này làm gì ta, coi tivi chắc nó bắt trước. Cái biết chồng em nói xong, không có đâu, nó bịt lỗ tai là tại vì em ngái lớn quá, còn nó giả bộ nó ngái á là tại vì nó làm giống em. Lan rất là thắc mắc cái cảm giác của bạn khi mà lần đầu tiên bạn nhìn thấy con của bạn. Em thì em không có miêu tả về con em, nhưng mà chỉ cái cảm giác mà lên tới bàn mổ mà em còn bựa được á, bác sĩ rờ vô bụng em nói khoan nha, trời ơi em còn nhột lắm, ai mới đụng vô bụng em vậy, em còn biết nhột nha, mà thật sự lúc đó cái chân đi không nổi nữa rồi. Tại vì chích ngay cái tay bằng cứng. Trời ơi khoan nha, đừng lấy dao rạch nha, rạch là em đau em chạy không có được đâu. Thì là lúc đó người ta đã rạch bụng rồi thì mình đâu có biết đâu. Bài đặt đã ra nguy hiểm đó. Xong đã cái hồi cái thì vừa mới thấy ai đứng ấn cái bụng mình xuống cái là quá quá, mà được có cái bà ti miệng bà bự lắm, bà vừa ra cái là bà khóc sùm trời đất. Rồi em bé ra rồi mà sao nghe hoài mà không thấy ẩm tới cho mình nôn muốn chết. Cái giờ mà nào mà cứ căng cái miếng nhảy cứ mình cứ ngước lên vậy nè, thì cái cô đó cổ cứ lao rồi cổ đem cân rồi cổ viết cái gì lên đùi bé, mình không biết là viết chỗ nào. Trời ơi mà chị biết không, con á lúc mà vừa mới khóc thì em không khóc, tự nhiên vừa đưa nó em vừa nhìn thấy một cái không phải là em khóc, thật sự em không khóc nha, mà nước mắt nó cứ chảy rớt vậy nè. Trời ơi con em hả, em có con hả, em có con hả. Em ăn bầu 9 tháng mà bây giờ em mới thốt lên em có con hả. Không, em nghĩ cười lắm. cái tâm lý đó là cũng mình cũng rất là thường gặp ở các bà mẹ chị. Tại vì cái quá trình mình mang bầu mình tận hưởng nó khác, nhưng đến khi mà mình nhìn thấy bé mình mới cảm thấy là ồ đó không phải là một giấc mơ mà đó là một cái sự thật, và mình ngày hôm nay mình đã chính thức làm mẹ. Đúng rồi, nước mắt nó rớt vậy nè, mà xong rồi áp em bé lên á, mà cái tay của bà ấy khèo mình á, tự nhiên mình thấy cưng lắm, mà nhìn cấn cái nọng có thấy được hết đâu. Cấn cái nọng có thấy được hết đâu.
gặp người khác là người ta sắc lẻm như này, cái ta nhìn xuống là thấy được con đúng không? Em cấn cứ như nè, mà hai cái tay em bị đưa lên đây em không có giúp gì được, cho nên chỉ cảm nhận được khèo khèo đó chứ lại thấy được cái móng tay út của con em. Rồi câu hỏi vô nghĩa, cuối cùng chỉ thấy được cái móng tay. Tính ra là mình cũng coi như là trải nghiệm mới, một cái cảm giác đúng nghĩa là thiêng liêng. Người sau đó thì chăm sao? Ở bệnh viện á, thì là chồng em là người túc trực ở với em luôn. Một người bạn nữa, bạn rất là thân với em, bạn nó cũng mập như em vậy nè. Bạn đó là có kinh nghiệm chăm ba đứa cháu, tuy là chưa có chồng chưa con nhưng mà chăm em bé rất giỏi. Là vô là ngày đầu tiên là hướng dẫn, cái lúc mà em nằm em sinh em bị cách ly ở trên phòng hồi sức á, là chồng em với lại bạn em là đã ở dưới rồi. Em nói thôi má về má lo cho ba đi, ở đây có chồng con với lại bạn con được rồi, bởi vì bạn em nó chăm em bé theo cách mới. Thì người lớn tuổi họ bị cái gọi là lo lắng á. Em sợ là lo nhiều quá rồi má em sẽ bệnh. Nhưng mà cái cảm giác khi mà sau cái thời gian mà mình bị cách ly á, rồi cái mình lần đầu mình gặp lại con á, con nó có khác không? Rồi cái cảm xúc của mình lúc đó nó có khác không? Khác nha, cái móng tay nó khác. Thiệt. Mà ta chỉ thấy được cái móng tay. Không, khi mà em bé vừa mới đẻ ra, cái móng nó như một cái màn vậy đó. Mà cái phơm nó rất là dài nha. Tự nhiên đem con mình về, cái phơm nó ngắn lại, mà sao cái móng nó dày lên. Nhìn nó lạ vậy, ủa có nào lộn con không? Cái xong cái cô y tá cũng phải giặt cái đùi ra. Cô mới nói, nè chị có ghi ở trên cái đùi bên đây nè, là ghi là mẹ là tên Tuyền, ngày tháng năm sinh, ngày tháng sinh của bé. Vậy chắc con tôi á. Sợ. Cái khổ tâm đầu tiên là chú biết không, khi mà mình sinh mổ mình chích kháng sinh mình không có sữa, tự nhiên mình thấy mình bất lực vô cùng, mình quạo với chính bản thân mình luôn. Ai làm gì con em làm, em tự nhiên em không dám tới gần, tự nhiên mình thấy mình có lỗi. Trời, không biết sao mà để kích sữa mới có một ngày trời là nó ra, qua ngày hôm sau là có. Em nuôi con em từ đó về sau 6 tháng luôn là sữa em không. Appetito siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu dành cho trẻ biến ăn. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn chăm con. Em bé của nhà Tuyền là 4 tuổi rồi. Tuyền thì luôn luôn con Tuyền đối xử với nó là hơi bị khắc khe một tí. Lúc nào chồng em cũng là bà tiên xanh trong mắt của con em hết. Thiệt con luôn. Gái hả? Con gái con với ba gái. Thường hay ra công thức như vậy đó. Ngộ lắm chị, con nó tin tưởng anh nhất. Cho dù là không ở chung nha, cho dù là lâu lâu một tháng gặp nhau vài lần, nhưng mà nó vẫn là ưu tiên anh nhất. Ngộ vậy đó. Ảnh là cái người ẵm bồng, đi từ bệnh viện đi về cũng là ảnh ẵm ảnh bồng. Tới đêm ngủ em chỉ có đêm em thức dậy em hút sữa em cho bú, là ảnh cho hết. Ảnh thì hay là theo cái công thức của ngày xưa, còn mình thì thích là cái công thức bây giờ. Ví dụ như nó không ăn đi, thì em không có xoắn nha. Thôi. Không ăn hả? Không ăn ngồi chơi đi con. Em ngồi mang luôn, ăn xong em dẹp chén. Nhiều khi em kêu con em dẹp luôn nữa đó. Ông chồng là phải đút cho bằng được, là phải con chạy đi theo là phải đút. Em là không có. Còn ví dụ mà em mà ăn hết là má em bà la, sao phải ăn hết của con tao vậy? Lên đi tố cáo má luôn. Ăn rồi đâu nhỏ ăn nữa. Thì nó không ăn cơm mà con ăn chút xíu đói ăn. Mẹ gì mà như mẹ ghẻ vậy đó. Cho nên là tóm lại là cũng có xung đột trong cái quan điểm về cái việc là nuôi dạy rèn nề nếp cho bé đúng không? Bỏ qua cái chuyện chăm con đi. Bây giờ mình qua cái giai đoạn quan trọng hơn đó là gì? Lúc mà mình có con á. Ví dụ như hồi xưa đó là coi như là bằng mọi giá là em ơi để đẻ, em phải đẻ, cho nên là coi như là rất là tới tấp. Giờ đẻ xong rồi đó. Mọi người đừng có giỡn nghe. Mọi người biết không? Một đứa rồi, tưởng là đã xong nhiệm vụ không đâu. Bị dù khì từ khi con bé 1 tuổi tới bây giờ luôn. Dù miếng cuối. Như vậy là kiên cử tới 1 năm lận đó hả? Không có đâu, trời ơi, đâu ai kiên cử tới 1 năm quỷ nữa. Biết chứ sao? Biết từ mới rồi nè. Vậy chứ sau khi em sinh xong bao nhiêu lâu em bút lịch lại cho chồng em? Thì nói thiệt là không nhớ thiệt. Nhưng mà sớm hay muộn, ý là bây giờ cái khoảng thì khoảng thời gian. Thực sự là chắc cũng phải 3 tháng, 2 tháng mấy 3 tháng. Trời ơi. Ai mở lời ta? Tôi nhớ là tôi là quỷ á. Nhưng mà mượt mà không? Bây giờ chắc là mượt mà cho nên là cái dấu ấn nó không có bị cọc cạch nhiều đúng không? Mượt mà không hả? Có phần lộng cộng chứ chị? Có phần lộng cộng. Lâu quá quên hả? Không phải, trụ cái đó sao quên. Cái đó phần
không cần ôn bài, không cần biên tập, không không cần là ôn tập không nha. Không thị phạm gì luôn đó, không cần. Nhưng mà vấn đề là tự nhiên lúc đó mình có nhiều cái nỗi hoang mang. Đầu tiên là em sợ là có em bé nữa, trong khi con mình còn nhỏ. Cái thứ hai nữa là không biết là cơ địa của mình nó đã thích nghi được chưa. Nhưng mà mình cũng muốn đó, thật sự là mình muốn mà thèm. Nhưng mà nếu mà mình không chịu thì có khi nào người ta có người khác không? Lại máu điên nổi lên nữa. Dạ, thôi nhắm mắt đợi chừng đi. Không sao đâu. Chết rồi, như có mình em là hơi kỳ kỳ á, em sớm quá hả? Không phải, hầu như là toàn bộ thời gian và cái tâm lý của em chỉ dành cho Louis thôi, em quên luôn. Toàn bộ thời gian cái gì? Mà chích ra dựng tiếng thôi mà làm gì ghê vậy? Không phải bị quên, không là còn bị quên không, luôn. Không, cái này không thể, có những người mà họ không quan tâm luôn. Họ không quan tâm và nó thực sự nó phai lạc luôn. À, cũng có nhiều người thì thực ra không cần đến 2 tháng rưỡi mới bút lịch đâu, tuần sau thôi. Sau khi mọi chuyện bút đó. Sớm vậy chị? Có nhiều người bút sớm lắm. Ngồi đây nè, cũng ngồi đây luôn, ngồi vị trí này luôn. Nó có rất nhiều yếu tố tham gia vào câu chuyện này. Nhưng mà cái con số 2 tháng rưỡi của em thì nói chung nó cũng trung bình, nó cũng tầm tầm. Thật sự là nhìn ông nó rất tội. Cái kiểu mà cám treo em nhìn đói thấy cưng lắm. Hiểu không? Cưng lắm. Mình có cái lời nhắn gửi nào dành cho một cái đối tượng nào đó ở bên cạnh mình? Đầu tiên là cảm ơn má. Cảm ơn má là luôn đồng hành với Tuyền từ những lúc mà còn ở trong cái thai kỳ cho tới lúc sinh em bé và tới tận bây giờ luôn. Hỗ trợ con rất là nhiều. Em cảm ơn chồng đã làm cho em có bầu để em biết cảm giác làm mẹ. Cũng có thời gian hai đứa giận hờn nhau, nhưng anh luôn là cái người nhường nhịn em. Và hy vọng rằng là anh phải phát huy và duy trì hơn nữa cái đức tính này. Cái nữa là nhắn với con gái là nhanh nhanh biết nghe lời, đừng mập như mẹ thôi. Nhìn nhắn chung ba người nè, làm ơn bớt hỗ trợ nhau, bớt binh vực nhau để tôi dạy con được chút chứ nha. Rồi Mỹ Tiên là phải ngoan nè, tên chồng bà bên tên Mỹ Tiên, tên đẹp lắm. Tên Mỹ là lót tên của ba, còn Tiên không biết tên của ông bồ cũ, ông hàng xóm không biết. Với lại nhắn nhủ với lại tất cả quý vị khán giả luôn, nhất là những chị mà có thân hình phốt phát vạm vỡ vậy, thâm niên như Tuyền, hoặc là mới bị phốt phát đây, không có gì tự ti hết á. Mình là một cái tài sản quý trong gia đình, có mình thì mới có con mình, mà một mình ổng không đâu đẻ được. Cuối cùng là phải đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra, không đừng quan tâm tới ngoại hình. Mới vừa coi tivi sẽ thấy là trời sao đông mập như vậy, như tảng thịt vậy, nhưng coi hết chương trình sẽ thấy là Tuyền mập rất dễ thương, đúng không? Tuyền mập đã thương hiệu rồi. Xin được cảm ơn câu chuyện của Tuyền mập mang đến cho chương trình. Rồi mình chào bạn ha. Dạ em chào chị ạ. Đầu tiên thì mình giới thiệu về bản thân mình giúp chương trình nha. Dạ em tên Hằng, năm nay em 25 tuổi. Ê chị, không nghe nói được á. Không mình nói lớn một xíu được không? Dạ em tên Hằng, năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên ạ. Hằng, tên họ và tên của Hằng là gì? Dạ là Nguyễn Thị Bích Hằng. Mình là giáo viên gì Hằng? Dạ em là giáo viên tiểu học. Là mình hiện tại là mình phụ trách lớp mấy? Dạ hiện tại thì em dạy lớp 3. Dạ là mình đứng lớp hết tất cả các bộ môn luôn hả? Dạ em dạy, nói chung là em là giáo viên chủ nhiệm á chị, còn những bộ môn thì sẽ có giáo viên bộ môn người ta dạy. Rồi ok. Rồi Hằng nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh của em thì em hòa đồng với mọi người, cũng tính tình cũng vui vẻ. Nói chung là em biết tính trên nhường dưới đó. Ôi không nghe được luôn á. Sống nó bị gì á. Ông nghe có nghe được điểm mạnh của em không ạ? Nghe được điểm mạnh rồi mà điểm yếu thì không nghe nè. Điểm yếu thì của em hơi nóng tính hả? Điểm yếu là hơi nóng tính hả? Còn nóng tính nhất mình làm cái gì? Đánh học trò, có không? Dạ không, em sẽ im lặng một xíu cho mình bớt nóng lại. Có bao giờ la học trò nhiều không? Chắc la nhiều, chứ lớp 3 cũng quậy lắm. Nói chung là cũng la nhiều quá chị. Rồi mình có sở trường ta lẽ gì không? Nấu ăn được không? Rồi ở nhà
có thể dục thể thao hay ca hát múa gì được không? Chắc cô giáo thì ca hát hay ha. À, dạ nói chung thì nấu ăn thì em cũng biết nấu ăn được, còn cái phần ca hát thì chắc không 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 tốt lắm. Không tốt lắm hả? Nhưng mà cũng hát được một vài câu đúng không? Dạ. Rồi còn mình tự nhận mình có tài lẻ sở trường gì khéo tay không, có thể làm handmade được không? Thì thường những cô giáo thì thường khéo tay lắm. Cái đó chắc em dạy được chút chút thôi à, chứ không khéo tay bằng mọi người đâu. Rồi mình phải mạnh dạn mà nói là ừ em có khéo tay chứ không khéo tay bằng mọi người. Trời ơi, để mình lên trên sân khấu thì mình còn nói với bạn nam nghe là ừ những cái gì thuộc về điểm mạnh của mình phải tự tin lên chứ. Tại vì giống như mình không có, mình thấy cũng không tốt lắm thì mình cũng không nên nhận là mình có. Nói sao Rồi nếu bây giờ mà mình tự tin nhất là cái gì mà tự tin nhất trong cái sở trường của mình? tự tin nhất thì nói chung là em không có cái gì gọi là sở trường. Nói chung là mọi người thường em sẽ làm được, mỗi cái em làm được chút chút đó chị, có nghĩa là mọi người làm được em cũng nghĩ em tập được em làm được, nói chung là cũng không họ nó kéo quá. Rồi. Ok. Rồi về tình trường của cô giáo thì sao rồi nè? Có mấy mối tình rồi cô? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Ủa Hằng hồi nãy Hằng nói sinh năm mấy Hằng? À, dạ em sinh năm 99 đó chị. Là chưa có mối tình nào luôn. Ủa Hằng là ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Tháp. Còn dạy ở đâu? Em hiện tại công tác ở Đồng Tháp luôn ạ. Vậy là mình ở nhà luôn. Dạ. Rồi. Tình trường là chưa có mối tình nào nhưng mà có để ý ai chưa hay là có ai làm mối gì không? Dễ thương vậy mà chẳng lẽ không ai làm mối? Vậy nói chung thì làm mai thì nói chung là trong môi trường của em thì mọi người thầy cô cũng có làm mai nhiều, nhưng mà khi mà tìm hiểu thì mình cảm thấy mình không hợp để tiến tới, nói chung là dừng lại ở cái mức là bạn bè thì được. Không 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 hợp là không hợp những ở những điểm nào kể gì nghe coi, ví dụ người ta làm mai rồi đi ăn đi chơi rồi có nhắn tin điện thoại gì không mà không thấy hợp là không thấy hợp ở đâu? Có giống như là tính tình nó cũng không có được hợp lắm. Tính tình em sao, tính tình ta sao mà không hợp, kể chị nghe cụ thể đi. Tại thì nói chung là khi mà mọi người giới thiệu á, thì em thấy giống như là cái tính người đó em á, thì hơi nó còn hơi hơi kỹ tính một chút xíu. Em thì hơi kỹ tính, còn họ là sao? Bừa bộn cái hả? Em thì hơi ít nói, còn họ thì có người thì sẽ nói nhiều hơn, nhưng mà ý là hoặc là trong cái quan điểm đó, sẽ không có phù hợp với nhau đó chị. Nhưng mà cụ thể giùm chị, ví dụ như là ví dụ như cái anh gần nhất đi mà em tìm hiểu thì cái anh đó không có gì phù hợp với em, ví dụ như là em là tính hơi tình hơi kỹ còn anh đó ảnh xề xòa quá, hay là ví dụ như là em thì nói ít anh đó thì nói nhiều, ảnh có thể nói bất chấp luôn, hay là quan điểm sống của em như thế nào, quan điểm anh đó như thế nào, mình cụ thể cái quan điểm nó ra giùm chị nha. Nói chung là ví dụ như quan điểm của em thích một cái người gì đó mà có sự trưởng thành hơn, nói chung là có chí cầu tiến, còn cái người đó thì hơi còn trẻ con một chút xíu, chưa có cái sự mà trưởng thành, chưa có cái ý chí trong công việc đó chị. Rồi ok, thì bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì em muốn tìm một người làm ở trong ngành, làm một người bộ đội á chị, làm trong ngành quân đội, Làm gì? làm bộ Bộ đội đội hả? và Không, chị cũng nói ở đây luôn, nếu như mà không có bộ đội thì có những ngành nghề khác được không? Tại vì ở đây
cũng là chương trình dân thường thôi. Khi mà tham gia bộ đội thì hiện tại là bên chị cũng không có cái đợt ghi hình cho bộ đội nữa đó em. Thì là tại vì khi mà ghi hình cho bộ đội thì cũng phải có thủ trưởng rồi cũng có bên quân đội người ta hỗ trợ mình. Còn ở thời điểm này thì chị cũng bên chị thì cũng chương trình cũng chưa liên hệ được với bên đó nên là cũng chưa có thể ghép cho bộ đội được. Thì nếu như mà không có bộ đội thì có ngành nghề khác được không? Ví dụ người ta cũng có ý chí phấn đấu mà. Không, tại vì có nghĩa là em không biết sao em lại thích bộ đội từ nhỏ. Em rất là thích cái sự trưởng thành của các chú bộ đội hoặc là các cái cô bộ đội. Nên là em cũng có mong muốn rằng là mình có thể là kết nối được với một người làm trong ngành quân đội. Còn nếu Ví như mà dụ không có bộ đội thì là em có không một tham gia hả? cái dạ. Nhưng mà nếu như mà không có bộ đội thì em không tham gia hay sao? Em có thể chờ. Ví dụ như biết đâu duyên em có thì em sẽ gặp được một người nào đó thì sao? Rồi thì chị sẽ ghi nhận những cái thông tin của em ở đây. Em muốn chờ có bộ đội thì ok, để nếu như mà chương trình có ghi hình những cái số bộ đội thì tụi chị sẽ ưu tiên em ha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, chị chào em, cảm ơn em. Tên tuổi quê quán nghề nghiệp giùm em ha. Ở đây chỉ có ekip của chương trình thôi, thì anh cứ mạnh dạn nói về mình ha. Rồi em mời anh. Rồi. Tên tôi là Hoàng Đình Tuyến, quê quán là Sông Bốn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nghề nghiệp hiện tại là bản chuyên trách của ban xã Quỳnh Thạch Là với anh lại em cũng ở mong Nghệ là An luôn hả? đó. Anh tên gì anh nói lại giúp em đi, em không nghe rõ. Hoàng Đình Tuyến Rồi anh Chiến ở Nghệ An đúng không? tuyến sắp tuyển đấy, Rồi trúng anh tuyển Tuyến ở Nghệ An, hiện tại là đấy. anh đang sống ở Nghệ An đúng không? Rồi và thằng Quy Lưu Ngạn Rồi. một Rồi anh Tuyến năm nay sinh năm anh Tuyến sinh năm mấy? bảy Rồi dạ. Rồi bây giờ công việc của anh Tuyến là gì? bảy thì công việc tự do đó. Công việc tự do hả? À, Cụ nói thể chung là là gì anh? có một chút giúp việc từ ủy ban xã, À, ủy anh ban làm nhân gì dân trong ủy ban xã? xã Anh làm gì trong đó? là làm văn thư đó. Làm văn thư trong ủy ban xã hả? Vâng. Dạ. Rồi. Anh nói xíu về anh đã lập gia đình nào chưa? Anh lập gia đình năm 2017. Rồi. Rồi có con cái gì không anh? Anh cũng có ba đứa con, là một gái hai trai. Đứa đầu thì năm nay học lớp 9, đứa thứ hai lớp 6, đứa thứ ba thì lớp 3, đứa thứ hai hiện tại đang ở mẹ. Anh Rồi chịu hai hai đứa trách con trai ở nhiệm với anh hả? không, anh chịu trách nhiệm nuôi hai đứa, một đứa đầu bên hai đứa đầu. Anh cháu trách nhiệm nuôi hai đứa sau là đang ở với anh đúng không? Hiện tại là một đứa đầu, đứa sau ở anh, đứa thứ À, hai là ở con mẹ. gái lớp 9 với lại con một thằng lớp 3 là ở với anh. Rồi Còn thằng con trai giữa thì đi theo mẹ. rồi cháu mẹ trước đây anh đừng có sao anh nạt tần quá làm theo mẹ thôi. Rồi, thì là bây giờ là anh đang nuôi gà trống nuôi con luôn hay là đang có ai hỗ trợ Có ông bà này ạ, anh ông bà không? nội Dạ ông bà nội. Rồi á. ok. Rồi mà lý do đỉnh điểm vì sao anh chị ly hôn và ly hôn khi nào? Anh ly hôn năm 2021. À, là cách đây cũng 3 năm. Lý do vì sao anh chị dừng lại? Do vợ có người thứ ba không chung thủy. Là anh bắt được hả? Anh bắt được. Này chúng ta buồn nữa này, ông ba ta ta có câu là khôn 3 năm dài giờ mới gió vợ không biết đường dài nữa ở lúc mơ, cho nên là không biết nữa thì anh chấp nhận thôi, chứ là thì cái gì Nhưng mà lúc đó là anh bắt được tại trận không? Hay là qua tin nhắn hay sao? Hay là anh ghen quá?
Không thì thứ nhất là qua tin nhắn, sau đó thì người ngoài họ gặp với họ nói. Thứ ba là mình thấy bất thường đấy, mình lấy khác chứ cũng phải là. Rồi ok. Thì bây giờ khi mà anh, tại vì tụi em ghi hình ở trong Sài Gòn thì anh có thể từ Nghệ An di chuyển vào Sài Gòn để ghi hình không? Tại vì cái này là tự túc ha, tham gia chương trình không có tốn phí gì hết, nhưng mà di chuyển thì là mình ăn uống ngủ nghỉ thì mình là tự túc hết. Anh ok, đấy là thì nhờ chương trình tìm cho một người phù hợp thì đúng hoàn cảnh thì nhất tỷ đó được rồi. Dạ, rồi mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào? Về ngoại hình, về quê quán, về công việc, về độ tuổi. Quê quán thì tốt nhất là ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh được. Nữa thì độ tuổi trung tâm 45 trở lại 38 hoặc là 45 tùy đó đó. Sao đó về. Rồi 38 đổ lên nha. Ở 38 đổ lên để 45 như đó thì tùy. Nếu như thì tìm hiểu 38 đổ lên 45. Rồi người ta cũng đang ly hôn nuôi con được không? Được, nếu như là thế, có con gái thì tốt. Nếu con trai thì nói thật là cũng có những cái bất cập. Cũng phải là... Ủa anh cũng có con trai mà, người ta về ví dụ người ta, anh cũng có, vừa có con gái gì có con trai, người ta cũng có con gái có con trai có sao? Ờ thì sau đó thì được đó, thì hai người tìm hiểu nữa nhắc được quan điểm cuộc sống. Rồi em sẽ ly hôn thì chấp nhận, ly hôn đang nuôi con thì anh vẫn ok rồi. Công việc anh có yêu cầu gì không? Yêu cầu thì cũng công việc cũng có công việc ổn định là được thôi. Thế là thì mình khả năng mình có việc gì mình kiếm ra tiền đủ nuôi cuộc sống mình biết phải phụ giúp lần đó. Chẳng lẽ ở gần anh không có ai sao mà anh tham gia chương trình nè, nói em nghe. Anh thì nói thật là cũng có, nhưng mà khi tiếp xúc ban đầu thì họ có tình cảm dân chân thì họ muốn làm bạn giống muốn tiền xa đó là. Có tìm hiểu nhưng mà người ta không muốn tiến xa đúng không? À, nên mình làm bạn. Rồi thu nhập của anh là hàng tháng anh làm ở ủy ban, như anh làm ở văn thư ở ủy ban xã, vậy là thu nhập ổn không, có đủ nuôi hai đứa con không? Thu nhập hiện tại ở quê thì mức của anh 5 triệu một tháng thôi, thì sống ở quê thì tầm tạm được chứ cũng không phải, chúng ta cũng tạm ổn chứ cũng phải là ổn lắm. Anh cũng đứng phần đầu kiểm về việc làm thái mà chết được. Rồi thôi thì ở đây mới là vòng casting sơ tuyển đầu tiên thôi. Nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 hoặc là có người phù hợp thì bên em sẽ báo lại với anh để anh sắp xếp vào Sài Gòn ghi hình ha. Rồi cảm ơn chương trình. Gọi rồi, đoạn cảm ơn anh. Rồi anh sinh năm bao nhiêu? 10. 1990 đúng không? Đúng rồi, 1990. Hiện tại thì anh đang làm nghề gì á? Đang công tác cho quân đội, hải quân. Rồi. Mà hiện tại là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Sống Hải Phòng rồi, ví dụ như là ghi hình ở Sài Gòn anh tham gia được không? Được. Mình vẫn sắp xếp thời gian được, không vấn đề gì. Anh cho em hỏi là ví dụ như là về cái tình trường á, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh ba mối tình. Rồi anh có thể kể cho em nghe một ba mối tình đó, mối tình nào anh cảm thấy sâu sắc nhất được không? Thì cũng có mối tình trước đây anh quen, sau rồi anh đi công tác dài ngày ở quần đảo Trường Sa thì bọn anh chia tay, nhà bạn ấy thì chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Là mối tình đó mối tình thứ mấy vậy? Mối tình sau cùng. Là mối tình thứ ba ha, là anh quen được bao lâu rồi? Được 3 năm, gần 3 năm. Ồ, quen 3 năm. Rồi lý đến do... năm thứ mấy đi công tác nè? Lý do bọn anh chia tay là gia đình bạn ấy chuyển cả vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy bố mẹ. Là bắt đầu là khi mà mình chuyển sang là ở bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh là do yêu xa cho nên là khoảng cách xa quá nên là chia tay đúng không anh? Tình cảm mới nhạt đúng đi rồi. À? Đúng rồi, đúng rồi.
mình quen 3 năm rồi, mình quen năm thứ hai mình cưới được rồi mà. À, nhưng mà anh phải đi công tác ở quần đảo Trường Sa, sau đó rồi anh mới về. Chuyện thì gia đình bạn ấy lại đi chuyển vào trong kia thôi. Lính nó khổ lắm em ơi, hay phải đi công tác. Mà bình thường anh đi công tác được bao lâu anh mới về? Trước đây thôi, thì anh đi nếu mà dài nhất thì cả năm nằm ở ngoài đảo ấy. Là một năm mà anh đi là anh đi luôn khoảng một năm luôn hả anh? Đúng rồi, anh đi khoảng một năm. Đấy là cái chuyến dài. Thế còn bình thường thì bây giờ thì anh sau khi anh về rồi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi thì bây giờ thì anh không thể đi nữa. Ok. Trời ơi, vậy cũng khó ha. Thì ví dụ như bây giờ là anh còn lo lo anh còn phải đi công tác nữa không? Anh bây giờ anh phải đi nữa rồi vì anh tuổi cũng lớn rồi, hai nữa là cũng chưa có gia đình nên là cũng báo cáo tổ chức để xin không phải đi công tác nữa. Là bây giờ tập trung kiếm vợ trước đúng không? Thành lập gia đình xong rồi bắt đầu ổn định là mình đi công tác. Đúng rồi, ổn định rồi thì thôi, ổn định rồi thì ở nhà nó cuộc sống gia đình vợ chồng thôi, chứ còn đi nữa thì chắc nó bỏ luôn, nó chả lấy đâu. Rồi. À, vậy thì bây giờ cái mẫu người yêu mà anh mong muốn là gì? Cũng biết quan tâm chia sẻ với cái công việc của mình. Rồi tuổi tác anh mong muốn bạn gái anh bao nhiêu tuổi là được nè? À, và anh mong muốn bạn gái anh thì sinh năm 94, 95, không trẻ quá thôi, trẻ quá thì lại không chiều được. Đúng rồi, với lại giờ 90 mà kiếm 1997 là nói chuyện cũng cảm thấy khó. Đúng kiểu như người ở hai thế giới nó khác nhau, nói chuyện không hợp. Rồi. Về công việc đó, anh có mong muốn bạn gái là có công việc như thế nào không? Anh thì anh thích bạn gái thì làm kinh doanh. Thì thường thì anh nghĩ là làm kinh doanh thì sẽ nhanh hoạt bát. Kinh doanh rồi, nhưng mà ví dụ như là còn cái nghề nào khác nữa không anh? À, thì nghề nghiệp thì cứ ổn định là được, chứ không nhất thiết thì phải công chức nhà nước. Ví dụ tự nuôi sống được cái bản thân của mình là tốt rồi. Ok. Rồi sống là quê quán của ấy ở đâu mới phù hợp với anh? Ở Hải Phòng luôn hả? Anh muốn ở ngoài này nhưng còn ở xa quá thì về cái điều kiện hoàn cảnh của anh không thể mà phụng dưỡng hai bên cha mẹ để cho nó kịp thời được. Xa quá thì nó rất là mệt. Ở Hải Phòng thì anh mong muốn nhất. Loanh quanh khu vực ngoài Bắc này thôi, chứ ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh không mong muốn. Rồi, hiểu rồi. Ok. Rồi anh còn mong muốn gì cho bạn nữ đúng không nè? Cũng cao ráo ưa nhìn một chút. Đó. Anh cao 1m nhiêu? Cao 1m8. Trời ơi, vậy cô ấy cao 1m55 được không? À, cũng nói chung là chiều cao thì nó không phải là cái quyết định tất cả, nói chung gương mặt thì cũng không. Nói chung là mặt xinh là anh thích đúng không? À, xinh thì ai chả thích, xinh vừa thôi. Xinh quá xinh thì quá sợ hả? Sao khổ trời. Rồi. Ok thì thực ra là đây là một buổi casting mỏng hẹn hò thôi, thì nếu mà bên em kiếm được một người mà phù hợp với những cái tiêu chí mà anh đưa ra thì sẽ gọi có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn về nội dung sâu hơn ha. Cảm ơn bạn. Cũng rất mong là chương trình sẽ tìm được cái đối tượng đấy cho mình. Bởi vì là thực sự với cái nghề nghiệp như hiện tại bây giờ mình đang làm thì nó cũng rất khó ở trong cái môi trường mà có được con gái để tìm hiểu ấy. Hai nữa là mình muốn được chia sẻ được với cái công việc của mình, cuộc sống hiện tại bây giờ nó cũng rất là ít, nó rất khó. Cũng mong sau đây có cái duyên ở trên chương trình được thì tốt quá. Xin bạn muốn hẹn hò thôi thì để xem là các anh nói chuyện như thế nào. Có mời anh giới thiệu về họ tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình nha. Dạ, em tên Thịnh. À, Đỗ Phúc Thịnh, em sinh năm 1994, em hiện sống ở Bình Tân và công việc chính của em là
in ứng offset. In quê ứng quán hả? Thì dạ in ứng offset. Còn quê quán của em thì em sinh ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Quê là Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ con. Rồi. À, mình có tài lẻ nào không anh? Ca hát hoặc là như thế nào không? Dạ nếu về ca hát thì em hát cũng ổn. Dạ. Còn tài anh lẻ hát nào không? Không? Dạ giờ phải nói chung để em không thuộc lời nên giờ phải có lời em mới hát được. Nhưng mà anh hát hay đúng không? Anh hát ổn đúng không? Dạ vâng. Ừ. Dạ mình có thể có gì mình lên chương trình mình góp vui ha. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ hai. Mình kể sơ về hai mối tình đó xem nào. Dạ mối tình đầu tiên của em thì nó xảy ra vào hình như là theo em nhớ là tầm 2013 không ạ, 15 tới 17 đó, nó rơi vào thời gian đó. Nhưng mà nó cũng nói chung là cái đó một tình yêu buồn thôi nên em cũng không muốn kể về vấn đề đó. Còn cái tình yêu gần nhất của em là từ 2022 đến cuối 2024 à, 2023 vừa rồi. À, thì em với bạn đó quen nhau tình cờ vào cái dịp là Tết 2022 mùng 4 Tết. Thì bạn đó là giáo lý viên, thì bạn đó có cùng với đoàn giáo lý viên về quê của em. Thì trong cái buổi khi mà ở chơi nhà em thì em thấy bạn đó duyên dáng thì có cảm tình nên chủ động tìm hiểu rồi xin thông tin lên Sài Gòn gặp nhau. Rồi tầm cỡ 16 ngày thì hai đứa chính thức hẹn hò. Rồi hai đứa cũng quen nhau trong vui vẻ, cũng không có cái gì mà cãi nhau quá nhiều. Nhưng cái vấn đề mà dẫn đến chia tay á là do bản thân mình, đối gọi là mình cũng có thể gọi là mình lừa dối bạn đó nên đâm ra là bạn đó không chấp nhận nên chia tay thôi. Ủa nhưng mà cho mình hỏi nha, bạn đạo Chúa hả? Dạ vâng. Thì như trong đạo Chúa hình như là đâu có được ngoại tình hay gì đâu đúng không? Đúng đúng là nói đúng chính xác là như vậy. Nhưng mà vậy có nghĩa là có bị phạm vô cái luật của bên Chúa không? Nếu mà đúng thật thì mình là kẻ có tội. Nhưng mà mình cũng không khẳng, nếu mà nói mình ngoại tình á thì bây giờ mình cũng nói thẳng ra là người yêu mình là một phụ nữ giữ gìn trinh tiết nên kết hôn, còn mình thì có nhu cầu giải tỏa sinh lý đó nên thì mình có tìm mối quan hệ trao đổi thôi, chứ thật ra mình không có yêu ai ngoài người yêu của mình. Đấy. Nhưng mà, ủa, nhưng mà ở góc độ thì của người yêu thì cũng gọi là ngoại tình. Đấy. Ê, vậy là có nghĩa là cũng gọi là kẻ có tội của bên Chúa đúng không? Vâng, nói chung là quan hệ chúa hôn nhân gọi là dù là yêu chính thức hay là giống như bây giờ mình có yêu người yêu mình mà mình quan hệ cũng đau gọi là có tội rồi, phải là sau cưới thì mới được gọi là chứng giám, còn trước thì là có tội hết. Rồi ok, nói chung là theo mình nghĩ là chắc là bạn cũng đang cần kiếm một người cùng theo đạo với bạn đúng không? Thật ra mình cũng không đặt là, nhưng mà ít nhất là phải chịu theo đạo của mình, ít nhất đó là, còn theo đạo Công giáo thì quá tốt, nhưng mà ít nhất thì phải là nếu mà khác đạo thì sẵn sàng theo đạo của mình. Ừ, nhưng mà ví dụ như bạn ấy là đạo Phật thì sao? Thì ví dụ như về yêu, ví dụ như bạn ấy rất là ok, bạn ấy cũng giữ gìn trinh tiết, bạn ấy cũng là một người rất là đàng hoàng, bạn ấy cũng rất là yêu bạn cũng rất yêu bạn ấy, nhưng mà bạn ấy muốn là hai người khác đạo với này á, tại mình nghĩ á vấn đề về khác đạo nó ảnh hưởng nhiều trong cái vấn đề gia đình lắm, giống như tự nhiên hai người mà yêu nhau hào phượng hai, nói chung là đó là mong muốn của mình thôi. Còn cái chuyện mà giống như bây giờ có nhiều thứ nhà mình là họ hàng, nhà mình là đều là
là đậu gốc hết, nên đâm ra họ mọi người rất là khó khăn trong vấn đề này. Nếu mà tự nhiên cái có người khác khác đạo xong cái ảnh hưởng giống như cái cách nhìn của ba mẹ rồi họ hàng rồi nói sao lại thờ phượng này nọ thì nó bàn ra bàn vô lại mẹ nó. Nên mình nói rồi, vấn đề không phải là mình không có tôn trọng gì cái người khác đạo, nhưng mà ít nhất là họ chịu theo đạo của mình thôi. Rồi ok, rồi tiếp theo là mình có mong muốn gì nữa không? Về ngoại hình, về công việc, tuổi tác, quê quán gì nè? Về ngoại hình thì giống như mình cũng chia sẻ trong cái sơ lý lịch mình có gửi bây qua. Giờ tại vì đây là cái vòng sơ tuyển thì mình cũng muốn là biết là cách ăn nói của bạn như thế nào á, thì mình cứ nói cái mẫu người đi, tại vì lên trên đó cũng phải nói với lại MC à, chứ không nói đâu có, mình đâu có nói được là ừ em đã ghi trong đó hồ sơ rồi đâu nha. Chiều cao thì tầm 1m5 cho tới 1m65 thôi, mình không đề cao, miễn bạn cao mét mấy? Dạ 1m73. Rồi ok, 1m50 trở lên ha. Rồi công việc, độ tuổi thì sao? Em nghĩ là ra trường, em nghĩ là ra trường rồi là tầm cỡ 202 tới 96 đi là nó phù hợp. Nói chung là có công việc ổn định 202 tới 96 ha. Còn khuôn mặt thì có thể gọi là dễ nhìn, vui vẻ, phúc hậu. Rồi em có điểm gì không thích ở bạn gái không? Dạ em nghĩ cái điểm không thích ở bạn gái chắc là sống bừa bộn và chửi thề, em nghĩ vậy. Rồi ok, thì bữa nay đây cứ về chuẩn bị bài hát đi ha. Học thuộc bài nào mà mình cảm thấy mình thích thì có gì lên sân khấu thì sẽ hát. Thì đây chỉ là cái vòng sơ tuyển, rồi cái vòng casting đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì chủ yếu là để nhìn lại cái cách nói chuyện với các bạn như thế nào. Thì ở đây chương trình đã ghi nhận hết những thông tin của các bạn rồi. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên mình cũng sẽ liên hệ lại với bạn để kết nối bạn với biên tập, sẽ trao đổi một thêm ha. Tại vì ở phía sau mình còn nhiều người lắm nên thông cảm xíu ha. Rồi cảm ơn Thịnh nhiều nha. Rồi chào Thịnh. Dạ chào chị. Tên là có gì ạ? Dạ Dương Đức Duy. Dương hả? Dạ. Tên là họ, tên họ đầy đủ là Dương Đức Diện. Dương Đức Diện. Dạ. Rồi em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1994, là năm nay 30 tuổi. Hiện tại anh đang sống và làm nghề nghiệp gì ạ? Hiện tại là đang quê quán là ở theo bố mẹ là ở Ninh Bình, nhưng mà thường trú sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, và còn hiện tại thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là đang ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi nghề nghiệp của bạn là gì? Dạ nghề nghiệp của em là lập trình viên. Mình không biết cái mức thu nhập hiện tại luôn các bạn là bao nhiêu? Dạ khoảng là khoảng đầu hai á, là khoảng hơn hai đầu hai số nhỏ á, là khoảng 20 20 ha. Dạ rồi dạ. Hiện tại cái tình trường của bạn á là bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại em chưa có mối tình nào hết ạ. Sao vậy? Dạ tại vì tính khác thì kiểu như là nhát nhái ạ. Với lại về môi trường làm việc thì làm trong môi trường IT thì kiểu như cũng ít nữ. Với lại khi mình đi làm việc quen ngồi trong máy tính nên là đa phần là toàn ngồi trong nhà, không tiếp xúc với con gái bên ngoài, nên là cũng không có quan hệ nhiều, nên là như sống bây giờ vẫn là chỉ có người yêu. Nói chung là do làm việc máy tính nhiều đúng không? Dạ. Có nghĩa là bạn chưa có nắm tay hôn ai bao giờ hết hả? Dạ đúng rồi, mấy cái đấy chưa chạy qua bao giờ. Trời ơi, 94 rồi đó. Bạn phải vậy đi trước. Rồi
Ok. Thì cái mẫu bạn gái hiện tại bạn mong muốn là như thế nào nè? Dạ, mẫu người của em mong muốn là về ngoại hình thì không quá yêu cầu về ngoại hình. Nói chung là chỉ cần theo tiêu chuẩn chung mà xã hội không đánh giá, ví dụ như là không quá mập hoặc là ví dụ không có quá nhiều hình xăm nữa, nhưng mà gọi là bình thường là được. Còn về tính cách thì vui vẻ hoa đẹp và có tình cảm là được. Tư quán thì em không quan trọng, nhưng mà nếu mà ở càng gần thì càng tốt, ví dụ như ở Hồ Chí Minh hoặc là ở cùng quê với em thì càng được. Về giọng nói thì không quan trọng. Độ tuổi thì không nhỏ hơn em 10 tuổi hoặc là lớn hơn em quá 2 tuổi. Công việc thì người bạn đấy không quan trọng, nhưng mà nên có công việc ổn định. Nhưng mà bạn có thể lo được cho bạn gái không? Dạ được, tại công việc của em nói chung là lo được. Có gần là đều đủ thì hàng tháng đều có gần có khoản gửi về cho gia đình và có khoản tiết kiệm phần lương. Hiện tại là về nhà cửa mọi thứ là bạn đã ổn định hết chưa? Nhà cửa thì chỉ có ở quê thôi, còn đi làm ở Sài Gòn thì em vẫn đang ở thuê nhà trọ. Rồi, bạn còn mong muốn gì ở bạn gái nữa không? Dạ, cùng xinh xắn không bạn, cao mét nhiêu? Dạ, cao mét 52. Ok, bạn gái bạn là cao mét 55 được ha? Dạ, được. Ok. Rồi, thì đây là một buổi casting bạn mới ngờ thôi. Thì nếu mà có một người phù hợp với bạn á, thì sẽ tụi mình sẽ gọi cho bạn sau. Dạ. Dạ. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được nữa không? Dạ. Dạ, chúng tôi cảm ơn anh ạ. Dạ.